tư duy của người giàu và người nghèo. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở số tài sản mà họ có bao nhiêu, mà nằm trong chính lối tư duy của họ. Một trong vấn đề mua sắm online, đối với người giàu, họ chỉ mua những thứ cần thiết, không phí tiền vào những thứ không cần thiết. Còn đối với người nghèo, thì họ cố gom tiền mua cho đủ số tiền quy định để được miễn phí vận chuyển, mà không cần biết những thứ mình mua có cần thiết không. 2. Khi rất mua một chiếc vé xem phim không hay, người giàu cảm thấy lãng phí thời gian, họ lập tức đi về. Người nghèo thì tuy là phim không hay, nhưng đã lỡ bỏ tiền ra mua, thì họ sẽ xem cho hết phim. 3. Nguồn thu nhập mới. Người giàu khi có nguồn thu nhập mới, họ sẽ hưng phấn và họ nghĩ rằng mình sẽ có thêm nguồn vốn để đầu tư kinh doanh. Còn đối với người nghèo thì họ cảm thấy mình thật giỏi và có thêm một khoản tiết kiệm mới. 4. Sự khác biệt lớn trong lối tư duy của họ là người nghèo luôn suy nghĩ về lợi ích trước mắt, còn người giàu thì suy nghĩ về thế lợi lâu dài. Sự khác nhau giữa tư duy của người giàu và người nghèo. 5. Đối với người nghèo, tiết kiệm tiền là suy nghĩ duy nhất trong đầu của họ, còn đối với người giàu thì họ suy nghĩ về những giá trị tiềm ẩn mà tiền mang lại. 6. Thời gian rảnh, người nghèo sẽ nghĩ đến nên đi đâu chơi, nên đi du lịch ở đâu, còn người giàu chỉ nghĩ đến đầu tư. 7. Đối với người nghèo thì họ nghĩ họ có quá nhiều thứ phải lo lắng, phải suy nghĩ, còn đối với người giàu họ chỉ muốn làm thật nhiều việc lớn.